1.2.3 công thức x ngang ms s bình cho mẫu cụ thể. Giả sử mẫu cụ thể cho bài bảng phân phối tần số, ở đó n bằng n1 cộng n2 cộng nk, tức là kích thước của mẫu này là n. Với một mẫu cụ thể này thì x ngang lớn bằng giá trị x ngang nhỏ, ms lớn bằng giá trị ms nhỏ, s lớn bằng giá trị s nhỏ. X ngang lớn, ms, s là các biến ngẫu nhiên. Còn x ngang nhỏ, ms nhỏ, s nhỏ là các con số. Khi đó, x ngang nhỏ sẽ bằng cái như sau. N1 nhân x1 cộng N2 nhân x2 cộng Nk nhân xk, tất cả trên N. Đây giả sử chúng ta hiểu là x có N1 người có chiều cao x1, N2 người có chiều cao x2, Nk người có chiều cao xk, thì chiều cao trung bình sẽ là N1 người có chiều cao x1 thì chiều cao của N1 người này là N1 x1, N2 người có chiều cao x2 thì chiều cao của N2 người này là N2 x2. Tương tự đây, chiều cao của Nk người này là Nk xk. Như vậy tổng chiều cao là N1 x1 cộng N2 x2 cộng Nk xk, tất cả chia số người là N. Chúng ta viết gọn lại là bằng 1 trên n nhân sigma của n y y. Ms thì bằng 1 trên n nhân sigma của n y nhân x y trừ x ngang tất cả bình phương. Bằng 1 trên n nhân sigma của n y x y bình trừ x ngang bình. Công thức sau này chúng ta hay sử dụng hơn. S bình thì bằng n trên n trừ 1 nhân ms. S bằng căn bậc 2 của n trên n trừ 1 nhân ms.